Người tuổi Mùi sang năm là cái người mà tuổi từ tôi được đánh giá là một cái tuổi mà tôi thấy rằng là thú vị nhất trong cái nào trong 12 con giáp, bởi vì là sang năm tình cảm ông này là bát ngát tầng mây. Đấy, bởi vì là không hiểu sao cái vụ mà liên quan đến tình cảm bát ngát là tôi không hiểu sao tôi rất là hứng thú, bởi vì là sang năm ấy là có cái Nguyệt Đức, cái Thiên Hỷ và Ban An đáo vào. Cái sao Nguyệt Đức và cái sao Thiên Hỷ ấy là cái hai cái sao chủ cái sự hôn nhân. Đó. Thứ nữa là sang năm á, là hợi mão mùi tam hợp, đúng không ạ? Cho nên thành ra đào hoa là cư tại Phương Tý, đúng không ạ? Phương Tý sang năm lại có Nhất Bạch là cái sao chuyên về tình cảm, nó lại đáo vào, nó lại đào hoa, lại được sinh sinh thêm đấy. Cho nên là rất là mơ mộng. Ông lại còn đã vậy lại còn gặp phải cái vụ mà Mùi với cả Dần là tài tinh, đúng không ạ? Là xung khắc, đúng không ạ? Là xung khắc, là tài quan xung. Cho nên là khi mà Mùi Dần nó khắc vào Mùi thì là quan tinh vào, thì nó sẽ làm cho là cái sự nghiệp của các bạn nó sẽ phát triển tốt. Cho nên là sang năm đánh giá tuổi Mùi là những cái tuổi tứ mộ sang năm là những cái tuổi rất là cát, vì cái năm Sửu ấy thì tứ mộ nó bị hung, thì sang cái năm Dần thì tứ mộ nó sẽ cát, thì những cái tuổi tứ tứ quý nó sẽ cát. Thì những tuổi tứ quý khi nó cát thì tài vận đến thì sức khỏe nó sẽ có vấn đề. Khi mà sức khỏe nó có vấn đề thì các bạn cần phải lưu ý, vì sang năm có cái nhị hắc đào đến. Cái nhị hắc là sao chủ tật bệnh, sức khỏe, tật bệnh và cái sức khỏe. Cho nên là các bạn cần phải lưu ý những cái nhóm bệnh liên quan đến đường hô hấp, liên quan đến gan là những cái bệnh mà chúng ta cần phải lưu ý. Và ngoài ra thì có cái tiểu hao và tử phù đào đến. Cho nên thành ra là sang năm ấy, để mà tránh cho, vì là có cái tiểu hao nên trừ đi mất một sao. Cho nên là khi mà cái tiểu hao nó đào đến ý, thì đồng nghĩa với cả cái việc là chúng ta sẽ hay bị mất những khoản tiền nhỏ 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 nhỏ. Và sang năm thì do là đến tài vận, cho nên sức khỏe của chúng ta phải đi lại và sự nghiệp tốt, cho nên sức khỏe và đi lại rất là nhiều. Nên bạn phải cần dành cái nhiều cái thời gian cho bản thân và tập thể dục điều độ. Cái trạng thái về sức khỏe sang năm ấy thì nhiều khi là yếu và mệt không làm được, thì nó rất là phí một cái năm tốt.